Đây nè nè. Này quay lại, cô Phấn đang chỉ cách pha sữa uống này. Cô giáo Phấn. Bây giờ anh sẽ lấy một muỗng rưỡi luôn. Hướng dẫn cách sử dụng. Sau khi mọi người dùng, mọi người nhớ đậy kính nha. Nếu mà không đậy kính nó sẽ mất hết chất dinh dưỡng của lon sữa của mình. Đậy kính rồi để lên khô ráo. Thôi thôi. Bây giờ thì cách pha sữa non để uống đây. Lắc 20 đến 30 lần nha mọi người. Để cho kháng thể trong này nó hòa tan. Cái này là mấy anh lắc thì nhiều lắm rồi. Anh phải lắc lắm ạ. Rồi, mình lắc đến khi nào? Bây giờ mọi người thấy nè, khi mà em không lắc nữa, nó sẽ có những cái sữa nó dính ở trên là một đầu cái màng, dính ở trên cái lon sữa. Tới lúc đó thì ok, sẽ đúng rồi. Chị này chưa dùng á. Cái này mới á. Cái sữa non này hiện giờ rất tốt cho sức khỏe. Mình nếm thử coi thôi, gọi là tai nghe thì không bằng mắt thấy. Mắt thấy nó không bằng. Dùng nửa cái chân. Tai sờ. Quý vị nào mà mình tai sờ nó sức khỏe hơn nên còn mỗi nửa nó bằng nửa nếm. Dùng ngay sữa non này. Chúng ta dùng thử để mình biết nó ngon nó mặn như thế nào để phòng chống dịch. Em muốn thử cái gì? Dạ. Cho anh hai cái ly. Đây là cô Vi đang dùng sữa nè. Uống đi. Cô Vi dùng sữa đi. Để chống chống cô Vi. Uống sữa được ưu tiên nè. Trời ơi, uống sữa non. Ngon không? Béo quá. Không, giống như uống sữa mẹ ha. Không. Con không có dùng chứ. Hai trăm một trăm thử rồi, cũng đi cái sữa non này giống như đẹp cái sữa mẹ vậy đó, tốt vậy đó, tốt hơn. Sáng vậy là uống rồi cũng ly với lại vợ luôn. Này là cô Phấn nè, này là cô Vi nè. Trời cô Vi nghe thấy ghê quá. Này cô Phấn đang pha sữa non này uống vô đi diệt được cô Vi nè. Ôi em mới chứng cản cái này nha. 100% rồi đây. Nhà chú em vui lắm, mỗi sáng nào là vợ chồng con cái là mỗi người ly đem ra. Cả nhà mình lấy cái chặn còn trong ly á, mình lượm hai cái tay của mình. Chút xíu mình so hai cái tay nhau, mình thấy cái mình nó cái chặn chéo của mình, rồi hấp thụ vô hết cái tay của mình luôn. Mà thấy da của mình nó cái tay nó rất là dày, mà nó còn hấp thụ vô như vậy thì cái đường ruột của mình rất là mỏng cho nên hấp thụ rất là tốt. Cái nhà mình lấy ra mình thay cho tay mình thử vậy ạ. Mà trước em nói là thay vô kiến bu thì sao? Cho nên là em nghĩ là như vậy, nhưng mà sau khi mình dùng thấy nó không có được. Cho nên mình có thể dùng tốt. Sáng rồi mặt, da mặt nó lên tay mà. Cái đặc biệt đối với chị em phụ nữ mình dùng sữa non mình tắm mình hạ thời gian sau mình sẽ non lại luôn á, mình trẻ lên thấy là tốt. Tại vì sau khi mà mình dùng sữa non xong á, cái nhà mình nói chị em nữ á, dùng sữa non xong á, mình kêu mình nhờ người nào mình không thử rồi có thông sữa non không được ba. Nếu chị em phụ nữ mình ra sữa non xong mình nhờ thông thử có thông sữa non hay không, rất là thơm luôn á, được ba. Tế bào da chết hay gì đó cho người mà nó tái tạo mới thì nó cha mình nó sẽ sáng. Rồi cái nhà cho chồng tay lên đây cái nhà. Rồi sau khi nhà đã dùng sữa non rồi, em mời một vài người để chia sẻ cảm nhận mình sau khi mình dùng nó như thế nào. Con mời cô trước đi ạ. Cảm nhận mình dùng cái sữa non này như thế nào? Uống chưa? Uống chưa uống nè. À cô mới uống chia sẻ cảm nhận mình mới dùng như thế nào. Dạ dễ uống hơn trước kia. Còn gì nữa không cô? Bây giờ cô uống thử coi thời gian cái lần. Cô thấy nó thơm không ạ? À? Cô thấy nó thơm không? Mùi thơm, thơm. Cô mà để ý là cô uống vô một xíu là nó mát, nó lạnh từ cái đường cái lưỡi mình nó mát vô tới đường ruột của mình luôn. Nó mát lạnh luôn không có lợi, không có giống sữa khác. Mà nó mát lạnh từ
được cái đường lưỡi mình nó vào tới đường ruột của mình luôn, mà uống vô rất là ngon, rất là bổ. Rồi cái nhà mình cho cô nhỏ tay đây ạ. Rồi sau đây xin mời một người nữa đây ạ, mời bạn trẻ đi, rồi chia sẻ từ đó giờ chưa uống sữa non, bây giờ lần đầu tiên uống sữa non cảm giác như thế nào? Rồi các em mình tập trung lên nghe đây đi ạ. Rồi. Sớm sớm như sữa mẹ. Đúng rồi. Ngon chứ già đúng không? Rồi cho chẳng cho bạn chẳng có tay đây ạ. Bạn nói là uống sữa non này nó ngon hơn sữa gà. Ngon chứ già. Được, cái này lần đầu tiên dùng đúng không ạ? Cái hai anh này dùng lần đầu tiên rồi. Mời cái nhà mời cho anh chạm tay để chia sẻ cảm nhận của mình nè. Rồi anh chia sẻ cảm nhận giới thiệu tên đi rồi cảm nhận. Ôi trời ơi, tôi mới về đầu mà. Dạ. Uống sữa non là giống như uống sữa mẹ vậy. Dùng sữa mẹ thì mới mới hỏi. Thì lần đầu tiên em dùng thì em mới hỏi là anh cảm nhận như thế nào. Ví dụ là uống như thế nào để tụi em biết là tụi em sau này tụi em đổ cái sữa non lại thành sữa già. Uống sữa non giống uống sữa cô vi. Đủ đã không đủ luôn. Không đủ mới uống vài hộp mới đủ. Mà hai bạn trẻ đi. Em chia sẻ cảm nhận của mình dùng xong mình bôi lên tay mình thấy nó mát. Uống sữa non giống như uống sữa cô phấn. Cái nhà mà cho bạn chạm tay đi ạ. Em biết điều tên không đi, em đến từ đâu. Rồi mà sao em dùng sản phẩm này cảm nhận như thế nào? Sữa cô vi cũng ngon dữ lắm. Đó, sữa cô vi á, sữa cô phấn này đó, hai cái sữa. Cái này bôi lên tay thì thấy nó cũng mịn. Cái da tay nó như vậy mà mình đắp nó mịn, mình đắp vô mặt mình thấy nó mịn. Cái da mặt của mình á là nó thiếu collagen á, mình đắp vô nó căng mặt rất là tốt. Tại vì nó có cái canxi giúp cái da. Nó không quen luôn không? Nó không quen luôn, còn nó sữa thông thường môi vô vậy nó chật ra. Còn sữa này là môi vô chứ nó không quen quá. Bây giờ đến thì nhớ nhà mình nè. Cô để cho trẻ trước. Để cho trẻ trước cái này nè. Rồi bây giờ cái nhà mình á, thứ nhất là mình muốn mua dùng thì mình mở thẻ để mình được mua với các bạn công ty. Thứ hai nữa mình được công ty nó bảo hiểm cho mình bởi vì chất lượng sản phẩm. Và thứ ba nữa mình có thể được quyền kinh doanh cùng với lại tập đoàn. Thì sau khi mình ký đồng mình được muốn kinh doanh, mình muốn dùng thì sẽ có người chăm sóc mình cách làm sao dùng tốt nhất, cho hiệu quả nhất. Và mình muốn kinh doanh thì sẽ có người hướng dẫn làm sao để mình kinh doanh, mình muốn mình bọc lon mình có bao nhiêu tiền, mình lợi nhuận bao nhiêu, mình tạo ra một thẻ đóng phân phối thì mình lợi nhuận bao nhiêu, được không ạ? Thì em sẽ hướng dẫn cái nhà mình cách để cho mình làm như thế, cách làm việc. Còn anh chị nào mà muốn tiêu dùng thì em sẽ chăm sóc làm sao dùng cho hiệu quả nhất. Với điều kiện là mở cái thẻ, là mình mở cái thẻ là hai ảnh 3x4 và với hai nữa là chứng minh rồi là bản hàng, để khi mà mình dùng á, từ lên tới sáu lên công ty nó sẽ hoàn tiền lại chuyển vào khoảng 10% đó, mình dùng sản phẩm mình đã được hoàn tiền đó, đúng không ạ? Đó, còn mà muốn kinh doanh thì em sẽ hướng dẫn cho nhà mình cách kinh doanh làm sao để mình hiệu quả nhất, để mình tạo ra một cái doanh số cao. Rồi anh chị nào làm mà muốn mở điểm bán giống như ở đây thì chỉ cần là làm tại nhà mình cũng được. Giờ mời cái hàng đến, em sẽ đến em hỗ trợ hướng dẫn cho cái hàng đó, đúng không ạ? Ở nhà mình còn cái gì thắc mắc không ạ? Ai có gì thắc mắc có thể hỏi em trên giấy đáp ạ. Mình thắc mắc hôm nay thì mình hỏi luôn, vì mình có người giấy đáp. Rồi về nhà hỏi má mình là không ai biết hết trơn, má mình nó không biết. Nó mà nó hơi con đừng làm thì cũng lừa đó con, đúng không? Mà mình đâu có mất cái gì đâu mà sợ lừa, đúng không ạ? Thế nên là khi mình làm kinh doanh đó mình phải hiểu là mình phải hiểu sâu về cái ngành đó. Ví dụ mình làm ngành sữa thì mình hiểu gì khi ngành sữa Việt Nam mình có tập đoàn đang lớn nhất, đúng không? Giờ sữa ở Việt Nam mình á là sản phẩm nó làm giờ thương hiệu nó uy tín nhất. Giờ mình kinh doanh ngành sữa thì mình nói kinh ngành sữa thì cái ngành sữa mình của mình á là được niêm yết trên sàn chứng khoán với tập đoàn nào, rồi tập đoàn nào chiếm số cao nhất, tập đoàn nào mà nó lan tỏa nhiều nhất,
người ta còn nó có nhiều cái bán nhất, thì lúc đó chúng ta phải tìm hiểu những kỹ những khoản đó để chúng ta mới ra kinh doanh được. Còn chúng ta nếu bán hàng thì chỉ cần đơn giản là uống thế như nào, chỉ cần là kể như đó là bán được rồi. Còn nếu mình muốn làm lớn, muốn làm doanh nghiệp thì mình phải tìm hiểu kỹ. Thế nào mình thấy có rất là nhiều người khi biết đến một cái doanh nghiệp gì đó, có nhiều người là biết xong rồi lơ luôn, mà nhìn sơ sơ thôi, thôi sợ không, không này biết như thế nào, mình nhìn thoáng qua thôi, không quan tâm tới, có không ạ? Thì có nhiều người thấy cái cơ hội thì tham gia thử coi như thế nào, đúng rồi, tham gia thử như thế nào thì bán được vài lon thì kiếm được vài đồng, giờ cái này là thôi, nữa làm thì có bán quả cũng được, có quá không nữa thì cũng nghỉ, đúng không? Và có nhiều người họ thấy đây là sự nghiệp lớn, cái này sự nghiệp có thể là giúp đỡ và thay đổi cả gia đình của mình, thì người đó tập trung hết sức, đầu tư hết thời gian vào đó, tâm huyết hết vào đó, để coi đây là sứ mệnh của họ, họ làm một thời gian ra tự nhiên họ lên luôn, nhà thấy không ạ? Cho nên là mỗi một cái sự việc diễn ra, mà mỗi một người đó đón nhận nó như thế nào thì mình nhận kết quả như thế ấy. Thế thì em mong nhà mình đó là khi mình biết cơ hội thì mình tìm hiểu kỹ gì đó, làm không làm thì không quan trọng, mình tìm hiểu kỹ, có lỡ như không làm nhân nữa mình cũng không hối hận, đúng không ạ? Điều gì diễn ra sau khi mà mình ký đồng hợp tác với tập đoàn này, sau 5 năm sau mình đứng cái đây mình sẽ làm diễn giả, đúng không? Thì hiện ra sau khi mà 5 năm sau mình sẽ là một cái doanh nghiệp gọi là lớn nhất của vị trí, có 1 trong 2 ở thị trường Việt Nam. Nói thì hiện ra sau này công ty mình nó đã có niêm yết trên sàn chứng khoán, là chúng ta sở hữu vài ngàn cổ phiếu trên đó, đúng không ạ? Nói thì hiện ra sau này mình ngày hôm nay mình ngồi đây, nhưng mà 5 năm sau mình không ngồi đây nữa mà mình ngồi ở chỗ cao của sàn hơn. Đó là mình, đó là sự đón nhận của mọi người khác nhau, cho nên tạo ra một cái gì khác nhau. Cho nên em mong ở nhà mình đó hãy tìm hiểu kỹ. Ở chị là chưa hiểu, có gì ở mắt là liên hệ với em. Em sẽ hướng dẫn cho nhà mình tận tình hơn, để hiểu hơn. Đúng không ạ? Chị đâu có đáp án gì không ạ? Hai bà chả có đáp án gì không? Câu hỏi thứ hai, giả sử một người già như cô, cô đi đứng thì nó hơi khó khăn chút, thì mình không tự di chuyển được. Mà nếu như bây giờ hiện tại cô đang ở Hồ Chí Minh, mà cô có những người quen của cô ở Hà Nội hay là ở Đà Nẵng, thì bây giờ những người quen ở đó thì không có dùng sữa, cô làm sao để cô tiếp cận? Mà nếu khi mà cô đã có những người quen dùng sữa và đó rồi, thì làm sao để mà cô hỗ trợ cho những người đó không kinh doanh được? Cái thứ ba, nếu khi mà những người này á, đã kinh doanh với cô rồi á, thì mình làm sao để mình quản lý được cái hệ thống của mình như thế nào gọi là bảo đảm? Mình muốn biết được công ty nói như vậy, nhưng mà lấy cái gì để chứng minh là cái điều đó là điều có thật? Nếu cô muốn biết mà cô ngồi ở nhà thì có cái trường hợp nào, có cái cách nào mà để mình ngồi ở nhà mà mình thông qua, mình quản lý, mình biết được cái chuyện đó là cái chuyện khẳng định là đó là cái chuyện có thật? Đó là ba câu hỏi của cô. Cho cô vỗ tay đi nhé. Một câu nào nữa. Là ba câu hỏi đó thì suy nghĩ thêm nữa. Đây thì tiên em xin trả lời một cái câu thứ nhất là khi mà cô bắt đầu vào tham gia là cô không biết là phát triển bao nhiêu tỉnh thành, thì ở đây nếu cái nhà mình thì muốn biết rõ thì thông qua một cái lớp học gọi là sản phẩm của mình ở Việt Nam chúng ta đã phát triển 63 tỉnh thành và mỗi một tỉnh nào cũng có điểm bán cả. Cho nên là ngày nay nếu mà chúng ta tham gia ở đây, nhưng mà chúng ta muốn hoạt động ở thị trường Đà Nẵng hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là tất cả những tỉnh thành khác, thì đều có văn phòng để chúng ta hỗ trợ chúng ta để chúng ta kinh doanh, là đã phát triển 63 tỉnh thành. Một sản phẩm mà về Việt Nam mới có 7 năm thôi mà đã 63 tỉnh thành, tỉnh nào cũng có điểm bán hết, thì cái nhà mình thấy nó rộng lớn ở nào ạ? Rất là lớn. Và doanh số vừa rồi là doanh số tạo ra thị trường là 3.113 tỷ, ở 3.113 tỷ, và mục tiêu năm nay là khoảng 5.000, doanh số lên 5.000 tỷ, thì thấy lớn không ạ? Doanh số của mỗi tháng 5.000 tỷ thì nhà mình được hưởng 40% trên 5.000 tỷ là nhiêu ạ? 400 trên 5.000 tỷ thì mình sẽ được là hơn 2 tỷ rưỡi. Có 2.000 tỷ.
À, sẵn đây giới thiệu luôn cái nhà mình à. Rồi sẵn giới thiệu mình đó. Đây là cái logo của Liên Mai. Đây là logo Liên Mai. Dạ tên cho mình là anh Phan cho biết. Và cái hộp sữa của mình là nó có dòng lượng là 450g, sử dụng là 28 lần là tương đương với 1 tháng. Và cái đầu tiên là trên lon sữa mình nó có 3 ngôn ngữ. Thứ nhất là năm 1984 tại New Zealand thì nhà máy sản xuất được đặt tại đó nên được sử dụng bằng tiếng Anh. Và sau năm 1989 là qua các nước châu Á giống như Australia nè, qua Philippines nè, Malaysia nè, Indonesia nè, sử dụng cái tiếng Trung là cái tiếng phổ thông thứ hai. Đúng rồi, nhà sử dụng tiếng Trung là cái tiếng phổ thông thứ hai đó. Và sau khi năm 2013 về đến Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không có đọc được hai cái tiếng này, cho nên là bên Việt Nam yêu cầu là làm luôn cái tiếng Việt in vào đây, cho nên bên New Zealand nó có nhà máy sản xuất dành riêng cho người Việt, nhà máy sản xuất dành cho người Việt đó mà. Rồi ở dưới đây cái nhà mình có thấy là nó có ghi là Mắc in New Zealand không ạ? Thế kêu là Mắc in New Zealand tại vì người ta đọc lên người ta cũng là à đúng rồi, người ta tưởng như vậy. Còn ở bên mình là có cái nhà máy sản xuất dành riêng cho Việt Nam mà tại đất nước New Zealand. À cái nhà mình em để mình gửi cái nhà mình cái video. Em vô cái nhà máy bên New Zealand, nó vô nhà máy sản xuất dành cho người Việt á. Em vào nhà máy đó, em có quay lại một cái video. Anh chị nào mà muốn cần thì em sẽ gửi cho một cái video đó, là em qua nhà máy mình đó. Có tham dự vô nhà máy. Thì nhà máy được đặt tại New Zealand luôn. Được chưa nha? Rồi, ở bên đây là có địa chỉ. Ở bên đây là có địa chỉ nhà máy bên New Zealand luôn nha. Địa chỉ nhà máy bên New Zealand luôn nè, có luôn nè. Rồi, công ty nhập khẩu á là một công ty ảnh mới. Công ty nhập khẩu. Rồi có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ. Và công ty phân phối á là công ty New Zealand Việt Nam. Là có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Chiểu. Rồi ở đây là cái mã, cái mộc Hala. Mộc Hala là những sản phẩm này á, là người Hala là những người đạo hồi, mà đa số những người đạo hồi là những người tu hành, mà những người tu hành sản phẩm nào có mộc Hala thì không có dùng mộc Hala. Rồi tiếp theo nữa là cái mã bạch cái bên đó là cái mã để mình so vào để mình biết được nguồn gốc xuất xứ, cũng giống như là cái nơi sản xuất, giống như là cái địa chỉ nguồn gốc của bên New Zealand. Mình lấy dùng cái mã bạch trong Zalo hoặc là mã bạch điện thoại quét vô mình thấy đấy. Rồi ở nhà mình biết cái quét không ạ? Lấy cái mã Zalo là mã bút gì đó, cái mã mọi cái bạch á, mình show vào đây nó sẽ hiện ra tất cả những cái thông tin về cái nguồn gốc xuất xứ, cũng giống như là cái chất lượng của sản phẩm, thành phần của sản phẩm luôn, cho nên có đầy đủ hết. Còn ở phía sau này á, ở dưới đây là cái mà cũng có mã bạch ở dưới đây đấy luôn á, là mã bạch, mà mã bạch này á là mã bạch bảo hiểm. Khi mà chúng ta dùng cái bản này có chương gì thì công ty bảo hiểm nó sẽ so mở mặt, nó biết cái bản này phải do của công ty Niêm hay không, thì do ai bán và bán ngày nào, cho nên nó so cho nó biết hết. Nên là mã bạch chứ sao ở đây là mã bạch bảo hiểm, mà mã bạch này chỉ công ty bảo hiểm mới được so, chứ mình không so được, mình chỉ được so mã bạch ở trên thôi. Còn mã bạch ở dưới đáy là mã bạch bảo hiểm của công ty Video bảo hiểm châu Âu, là chỉ công ty bảo hiểm mới được so. Sau khi mà mình dùng, khách hàng dùng cái bản này có sự cố thì công ty bảo hiểm nó sẽ dùng cái mã bạch này nó so để nó chi ra cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này, ai bán và ngày nào, đó thực tế như thế nào. Rồi ở dưới đây nó có ghi là thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày sản xuất, 3 năm sản phẩm mình được thời gian là 3 năm, nhưng mà sau khi mình mua ra chỉ được dùng trong 1 tháng, hoặc nếu mình dùng dưới 1 tháng chưa hết thì mình có thể bỏ tủ lạnh để ngoài nó sẽ hư. Đây sản phẩm của mình á là nó không có chất bảo quản, cho nên nó là nó bảo quản là 1 phút chân không, nên nó làm cái lò vỏ hộp nó cao hơn cái sử dụng 1 phút. Nên có nhiều người họ tôi giờ nó không bị uống 1 phút sao mà còn 1 phút vậy? Cho nên mình mới hiểu là nó mình dùng 1 phút chân không. Được mà. Rồi ở dưới đây nó có mã gọi là mã lô hàng. Ví dụ cái lô hàng này nhập về 1 triệu lon, thì cái mã 1 triệu lon này, lô hàng này có mã số là 13753, là 1 triệu lon này được có mã số lô hàng hết. Còn mã số dưới là mã số từng lon. Và sau khi chúng ta mua hàng, chúng ta được công ty sản xuất cái hóa đơn. Đây là cái hóa đơn. Ngày trước kia thì hóa đơn đỏ, nhưng mà sau này xuất bằng hóa đơn điện tử. Cho nên cái này là phiếu. Cái này cái phiếu này là phiếu giao hàng. Mà phiếu giao hàng này phải được ghi cái mã số lô hàng và
nó xuống tự tự lon. Trong cái đơn này nó trùng khớp với trong lon của bỏng thì mới gọi là hàng thật. Tại vì cái hàng gì tốt thì ở trên mạng nó bán rất là nhiều, cái hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Cho nên là chúng ta là sản phẩm của mình là không bán hàng online, sản phẩm mình chỉ bán hàng trực tiếp, không đăng bán trên mạng. Cho nên là những sản phẩm trên mạng là đa số là sản phẩm giả. Đây nhớ nha, nhà nước mình đã có quy định rất rõ ràng. Rõ ràng là ai mà kinh doanh không đúng thì công ty nó sẽ không cung cấp dịch vụ cho họ nữa, và dừng dịch vụ họ. Cho nên là chúng ta phải hiểu là sản phẩm tốt thì sẽ có nhiều cái người làm giả, đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta có một sản phẩm duy nhất là không có làm giả thôi. Thế là cái gì không ạ? Chỉ có một sản phẩm duy nhất là không có làm giả, đó là tiền vàng bạc. Tại vì bản thân nó là giả rồi, chứ không có làm giả hết á. Còn tất cả các món khác đều có thể làm giả được hết, đúng không ạ? Tiền vàng bạc ai làm giả không? Đúng rồi, bản thân nó là giả rồi. Còn tất cả những sản phẩm ở thị trường đều có thể làm giả hết. Con người mình cũng có thể làm giả được mà, đúng không ạ? Ai nhà nào giả không ạ? Ai xài được biết, đúng không? Con người mình có thể làm giả được mà. Cho nên là tất cả những sản phẩm ở Việt Nam mình đều có thể làm giả hết. Chỉ duy nhất có tiền bạc là không làm giả thôi, đúng không ạ? Rồi, anh chị nào mà muốn dùng sản phẩm có thể là liên hệ với cái này là mời đến để hướng dẫn mình cách dùng. Rồi anh chị nào muốn kinh doanh thì hợp tác thì sẽ gặp riêng em để em hướng dẫn kỹ hơn vấn đề mình sau là hợp tác kinh doanh mình sẽ làm những như thế nào. Rồi em ở đây thì có cô một là người cô ở gần nhà, thì trước kia thì cô cũng là người ở